Thưa quý vị và các bạn, dường như BRT của Hà Nội từ trước đến nay thì không giành được cảm tình của công chúng, nhất là đối với những người sử dụng phương tiện cá nhân. Việc thanh tra chính phủ gần đây phát hiện các sai phạm của dự án dường như lại càng đổ thêm dầu vào lửa và khiến cho niềm tin vào BRT của người dân lại càng sa sút. Điều gì dẫn đến tình trạng của BRT Hà Nội hiện nay và có khi nào chúng ta lại quay lưng với BRT? Sau 6 năm BRT đi vào hoạt động ở Hà Nội, truyền thông không tiếc lời cho rằng đây là một dự án thất bại, ném tiền qua cửa sổ nên dẹp bỏ. Bởi với hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư, nhưng có vẻ BRT chưa góp phần đáng kể vào việc giảm ùn tắc giao thông và hạn chế phương tiện cá nhân. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng đánh giá như vậy là chưa đầy đủ. Phát huy hiệu quả của các cái loại hình vận tải đã được đầu tư, thì chúng ta thứ nhất là phải đảm bảo cái tiêu chuẩn, cái yêu cầu thiết kế đã. Mà yêu cầu thiết kế là có làn dành riêng là phải đảm bảo. Và cái thứ hai là phải tổ chức lại các làn đường khác cho phù hợp. BRT nó có điểm mạnh của BRT, ưu điểm của BRT, tuy nhiên có tồn tại của BRT thì chúng ta với kinh tế hiện nay thì đấy là một giải pháp. Mà chúng ta sẽ kết hợp nhiều giải pháp từ xe buýt nhỏ, xe buýt lớn, BRT và đường sắt trên cao, với tàu điện ngầm. Thì đấy là một cái các hệ thống hoàn chỉnh tổng thể của giao thông đô thị nói chung. Cho nên là không nên là dùng dãy BRT. Đánh giá kết quả hoạt động tuyến BRT sau hơn 5 năm, thành phố Hà Nội cho rằng loại hình này có chất lượng phục vụ duy trì ổn định, sản lượng hành khách ngày càng tăng, doanh thu luôn được duy trì ở mức cao. Tổng hành khách BRT vận chuyển dao động từ 4,9 đến 5,5 triệu lượt một năm và tăng qua từng năm. Sản lượng hành khách của tuyến này hiện đang cao nhất của cả mạng lưới bus Hà Nội. Lưu lượng khách của BRT nó khoảng đạt 14.000 khách trên ngày. Và như vậy là nếu mà so với hệ thống trên mạng lưới khoảng hơn 100 tuyến xe buýt của thành phố Hà Nội này, thì với 14.000 khách trên ngày là con số đáng kể. Và thuộc lại nhóm các tuyến mà có lưu lượng lớn của thành phố Hà Nội. Như vậy về mặt con số thì là nó là con số đáng kể. Trong bối cảnh hạ tầng có hạn và đang được hoàn thiện, Hà Nội cần những bước đi phù hợp để có thể đạt mục tiêu giảm ùn tắc giao thông thực sự bền vững. Sự quyết tâm của chính quyền địa phương và công tác truyền thông đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình này. Vấn đề cuối cùng cần đặt ra bây giờ là làm thế nào để người dân nhìn nhận vấn đề rằng chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là phải phát triển giao thông công cộng, hoặc là đối mặt với viễn cảnh chúng ta chỉ đứng nhìn nhau và không nhúc nhích được.